Tuyển Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup. Sau trận hòa 1-1 trước tuyển Futsal Cộng hòa Séc, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang vào vòng 1/8 World Cup 2021 với tư cách là một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tối ngày 19 tháng 9 theo giờ Hà Nội, tuyển Futsal Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc trong loạt trận cuối cùng của bảng D, trước đoàn phát mở tỷ số sau nỗ lực đi bóng tuyệt vời. Bên phía Cộng hòa Séc, Restesta ghi bàn gỡ hòa. Trong những phút đầu tiên, tổ 1 của tuyển Futsal Việt Nam gồm Đức Hòa, Anh Duy, Đoàn Phát và Minh Trí đã chơi tốt. Họ chơi chậm nhưng chắc chắn và không để đối thủ lấn lướt. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra những tình huống dứt điểm, nguy hiểm. 4 cầu thủ này đều chơi cho Thái Sơn Nam và đã phát huy được sự ăn ý như ở câu lạc bộ. Tuyển Futsal Việt Nam phải sử dụng nhiều đường bóng dài trước hàng phòng ngự kỷ luật của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, trước các đối thủ cao to, pivot của tuyển Futsal Việt Nam không thể khống chế bóng để dứt điểm. So với các trận gặp Brazil hay Panama, tuyển Futsal Việt Nam đã chơi tự tin hơn. Các cầu thủ không còn phải phạm lỗi quá nhiều trong những tình huống đi bóng và step. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra được một số pha dứt điểm nguy hiểm. Dưới khung gỗ, thủ môn Văn Ý vẫn chơi tốt và có nhiều tình huống bắt tiếng bóng. Tuyển Futsal Việt Nam chủ động chơi chậm trong khoảng 3 phút cuối hiệp 1. Các học trò huấn luyện viên Minh Giang phòng ngự tốt, cướp được bóng trong chân đối thủ nhưng không vội vàng tổ chức phản công. Lúc này tuyển Futsal Việt Nam cần đá chậm, chắc để bảo toàn thể lực sau khi Đức Tùng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Chiến thuật mà huấn luyện viên Minh Giang đưa ra là hợp lý, cộng thêm các cầu thủ Việt Nam có phong độ tốt khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục chọn lối đá phòng ngự chặt và triển khai bóng chậm rãi, trong khi đó Séc vẫn gây được sức ép lớn nhưng những pha dứt điểm cuối cùng chưa sắc bén. Đến giữa hiệp 2, khi đã bắt nhịp tốt hơn, tuyển Futsal Việt Nam liên tục tạo ra sóng gió cho cầu thủ Séc. Từ những đường bóng dài, Minh Trí và Đắc Huy đã có những pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn và Hà La nhưng không thể mở tỷ số trận đấu. Khi không thể đưa bóng đến gần khung thành của Văn Ý, các cầu thủ của Séc chọn phương án sút xa, thậm chí thủ môn và Hà La cũng dâng lên để thử vận may. Tuy nhiên, mảnh lưới của tuyển Futsal Việt Nam vẫn được bảo vệ. Ở phút thứ 35, Đoàn Phát đoạt bóng ở giữa sân, sau đó tung cú sút quyết đoán, đưa bóng qua hai chân thủ môn Havala mở tỷ số trận đấu. Thế cân bằng tái lập một phút sau đó, đội trưởng Đức Hòa mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng vị trí của Riesta, cầu thủ số 7 không bỏ lỡ cơ hội để sút bóng tung mảnh lưới của Văn Ý. Tỷ số là 1-1, tuyển Futsal Việt Nam bố trí 3 cầu thủ ở phần sân nhà. Đến thời điểm của Hòa Séc, Preston quyết liệt các học trò của huấn luyện viên Minh Giang sẽ phất bóng dài cho lên cho pivot. Lúc này, tốc độ trận đấu diễn ra không quá nhanh. Khoảng một phút cuối, Cộng hòa Séc dồn lên để chơi power play, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Kết quả hòa 1-1 giúp tuyển Futsal Việt Nam có 4 điểm, xếp thứ 3 ở bảng D. Trên bảng xếp hạng, các đội thứ 3 thầy trò huấn luyện viên Minh Giang chắc chắn đứng trên Costa Rica, Guatemala và Serbia. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển Futsal Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup.